Vì sao chưa nhận 600 đô la hỗ trợ thất nghiệp cho tuần 4 và 5, phải làm gì, thông báo mới của EDD nên biết. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Việt U 1040. Đây là video của mới của kênh, cập nhật thông báo mới nhất của EDD liên quan đến số tiền 300 đô la hỗ trợ thất nghiệp. Mời quý vị cùng theo dõi các tin tức nóng cụ thể có liên quan như sau. Vào ngày 1 tháng 10, EDD của California có thông báo về việc xử lý và thanh toán thất nghiệp tiếp tục trong thời gian hồi tố, hay gọi là truy lĩnh lại tiền trợ cấp thất nghiệp từ nguồn FEMA cho hai tuần thứ tư và thứ năm, là hai tuần rơi vào 22 tháng 8 và ngày 29 tháng 8. Video này nhằm chia sẻ thông tin giải đáp câu hỏi nhiều quý vị đặt ra là tại sao tôi chưa nhận được 600 đô la tiền hỗ trợ thất nghiệp của tuần thứ 4 và tuần thứ 5. Từ nguồn tiền LWA, hiểu là chương trình hỗ tiền lương bị mất. Theo thông báo trên EDD cho biết những điểm đáng chú như sau. Thứ nhất, EDD báo rằng họ hiện đang phát hành thêm 2 tuần hỗ trợ tiền lương bị mất thêm 300 một tuần, tổng cộng là 600 đô la cho 2 tuần. Số tiền hỗ trợ tiền lương bị mất này, cho những tuần kết thúc vào ngày 22 tháng 8 và hoặc 29 tháng 8, đây là tuần thứ 4 và thứ 5 của khoản thanh toán LWA sẽ được phát hành ở California. Những ai đủ điều kiện sẽ bắt đầu nhận tổng cộng là 600 đô la này cho đến cuối tuần sau. Đủ điều kiện là bạn phải có tiền trợ cấp thất nghiệp hàng tuần tại tiểu bang Cali là từ 100 đô la trở lên và phải thất nghiệp vì đại dịch COVID-19. Nếu bạn đã đi làm lại mà bạn vẫn còn có tiền thất nghiệp hàng tuần từ 100 đô la trở lên, bạn vẫn được nhận số tiền này. Những hồ sơ rơi vào ngày 22 tháng 8 và 22 tháng 9 mà khác biệt với nhau sẽ nhận được 300 đô la đầu tiên, sau đó vài ngày sẽ nhận thêm được 300 đô la nữa. Vẫn đảm bảo nhận đủ tổng cộng là 600 đô la. Tuy nhiên việc chi trả thực tế tùy thuộc vào cái lần mình tiếp thì benefit, tức phần mình chứng nhận nếu 2 tuần khác biệt thì sẽ nhận 2 lần mỗi lần 300 đô la, và nếu 2 tuần rơi chung vào một lần thì sẽ nhận chung một lúc là 600 đô la. Nếu ai chưa có nhận được tiền, nên tiếp tục đợi, cho đến cuối tuần sau mà quý vị vẫn chưa nhận được, thì bạn hãy liên lạc với EDD để tìm hiểu lý do cụ thể. Phần tiếp theo, EDD thông báo họ đã chi tiền 300 đô la cho tuần thứ 1, thứ 2 và thứ 3 rồi cho người đủ điều kiện. Nếu có quý vị vẫn chưa nhận được tiền cho 3 tuần đầu tiên thì bạn hãy liên lạc ngay EDD để tìm hiểu lý do cụ thể và được xử lý. Tuy nhiên bạn cũng nên xem lại mình có đủ điều kiện quy định hay không. Hiện tại khoảng 300 đô la của tuần thứ 6, EDD chưa có thông báo gì, nhưng nghe nói FEMA đã duyệt cấp 300 đô la của tuần thứ 6 cho Cali rồi. Nhưng tiền về tới tiểu bang hay chưa không rõ. Nhưng có lẽ khi có tiền rồi, tiểu bang sẽ thông báo lịch cấp cụ thể sau. Tuần thứ 6 sẽ là tuần cuối được chi trả bởi chương trình lốt quay ác dứt tầng này, hiểu là chương trình hỗ tiền lương bị mất. Ngoài ra EDD cũng thông báo những ai chuẩn bị làm hồ sơ thất nghiệp mới thì ngày 5 tháng 10, thì khi đăng ký sẽ thấy có một ID me, họ sẽ bắt mình cung cấp ID của mình để chứng nhận mình thực sự là người đăng ký. Ứng dụng này giúp ngăn chặn kẻ gian lận tiền thất nghiệp. Nếu có ai đó dùng hồ sơ hay thông tin của mình để đăng ký tiền thất nghiệp mà không có hình của mình thì rất khó để họ xác nhận được danh tính với EDD và hồ sơ sẽ không được duyệt. Bạn nên biết tiền trợ cấp nghiệp là income phải khai thuế, nếu ai đó mạo danh của mình thì rất phiền phức về sau. Cuối năm mình 2020 vào EDD để đào form 1099CV để đi khai thuế cần đem theo form này nộp cho nhân viên hay dịch vụ làm thuế đưa tiền trợ cấp thất nghiệp trong năm 2020 của mình vào hồ sơ khai thuế năm 2020. Làm tại đầu năm 2021. Video tới đây tạm kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi. Nếu quý vị và các bạn thấy rằng video của kênh là hữu ích xin dành chút ít thời gian để đăng ký, like, share ủng hộ cho kênh. Xin trân trọng cảm ơn, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video kế tiếp của kênh Việt U 1040.